Truyền thông phòng khám cha tự thương cho không thì các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không thì các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, bệnh nhân Nguyễn Thị Hiền, 47 tuổi, đến từ tỉnh Bình Thuận, là một trong những bệnh nhân đặc biệt mà phòng khám cha tự ung thư cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã có cơ hội hỗ trợ điều trị ung thư. Chị Nguyễn Thị Hiệu không chỉ là một người phụ nữ trẻ trung yêu đời mà còn là một người mẹ, người vợ đang sống trong những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời. Khi nhận được chẩn đoán ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối, chị Nguyễn Thị Hiệu đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Căn bệnh hiểm nghèo không chỉ đe dọa tính mạng mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chị, từ sinh hoạt hàng ngày cho đến mối quan hệ gia đình. Những tháng ngày, chị Nguyễn Thị Hiệu phải chịu đựng cơn đau, lo lắng về tương lai đã khiến cho tinh thần của chị bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi đến với phòng khám cha tự gửi thương cho không thì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Chị Nguyễn Thị Hiệu đã nhận được sự chăm sóc tận tình và phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả. Đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên tại đây không chỉ hỗ trợ điều trị triệu chứng ung thư mà còn hỗ trợ tâm lý cho chị, giúp chị lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Với sự nỗ lực và kiên trì, chị Nguyễn Thị Hiệu đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm một cách đáng kinh ngạc. Sau nhiều tháng hỗ trợ điều trị ung thư tại đây, hôm nay, chị Nguyễn Thị Hiệu đã phục hồi sức khỏe và chuẩn bị trở về sum họp với gia đình. Hình ảnh một người phụ nữ tươi cười, rạng rỡ sau những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật thật sự khiến tất cả phòng khám đều cảm thấy ấm lòng. Chị Nguyễn Thị Hiệu không chỉ chiến thắng với bệnh tật mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hiệu là một minh chứng cho sức mạnh của tinh thần và ý chí trong cuộc sống. Dù phải đối mặt với những thử thách lớn, chị vẫn giữ được nụ cười và niềm hy vọng. Đó chính là điều mà phòng khám cha tự gửi thương cho không các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn mong muốn mang lại cho mỗi bệnh nhân một cơ hội để sống, để yêu và để trở về bên gia đình. Phòng khám cha tự gửi thương cho không các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin chúc chị Nguyễn Thị Hiệu và gia đình có những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau và hy vọng rằng câu chuyện của chị sẽ là nguồn động lực cho nhiều bệnh nhân ung thư khác trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Xin trân trọng. Thưa chị có thể cho biết họ tên đến từ đâu hả chị? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hiệu, đến từ Bình Thuận. Thưa chị, vậy thì chị có thể cho biết cái triệu chứng ban đầu của bệnh mình như thế nào? Sau đó mình đi khám bệnh ở đâu? Dạ em, cái triệu chứng em ban đầu là nó đau họng, rồi nó rát. Rồi là em đi khám ban đầu là thành ở UB1 Sài Gòn á. Mắc bệnh gì? Dạ bị ung thư tuyến giáp, di căn qua hạch. Tư vấn mình trị sao chị? Dạ bác sĩ kêu về đi mổ, bác sĩ kêu em về đi xuống u bướu 2 mổ, nhưng mà em về em sợ em không đi. Thế em về nhà là người ta bày, trước đây giờ em không biết phòng khám của cha đâu, nhưng mà em về tới nhà thì em ở nhà được 2 ngày thì có người bà con chỉ cho em là nói là đừng có đi xạ trị, không có đi mổ nữa mà đi xuống phòng khám cha tường ở Trà Vinh chữa hay lắm, ở gần đó có một người đi về mà về giờ khỏe lắm, là họ may cho vậy là em ngày sau nữa là em đi xuống đây luôn, em xin để chị đi xuống chứ trước giờ em cũng biết phòng khám một cha, giờ đi xuống đây 3 tháng rưỡi là em đi lên thành phố lên Hòa Hảo em tái khám thì về bác sĩ nói là u có giảm rồi là máu cũng âm,
Còn nói chung là bộ phận ở trong là bình thường hết chứ không bị gì. Còn cái hạch thì nó cũng không tăng mà nó cũng không giảm, nó cũng nằm yên đó. Em thấy cũng mừng. Thế là mình đi khám bệnh viện nào? Dạ em đi khám, em mới đi đây là em đi khám Hòa Hào á. Dạ. Điều trị ở đây trong thời gian được bao nhiêu ngày? Dạ em điều trị hôm nay nữa là 4 tháng, gần 4 tháng rồi, 4 tháng. Mà hôm đó là nói chung là nếu mà em được về thì em về tháng trước, nhưng mà tháng này em xin thầy ở lại thêm tháng để em bó thuốc. Còn em được về thì tháng trước rồi. Dạ. 3 tháng rồi thì em được về nhà rồi, nhưng mà em xin ở lại. Vậy thì cái kết quả vậy á, bản thân có vui mừng không, gia đình là nó như thế nào? Dạ có, nói chung là gia đình cũng vui mừng mà bản thân cũng mừng lắm. Nói chung là xuống đây biết họ chỉ cho xuống đây thì em mừng chứ. Nếu mà ví dụ em ở bệnh viện thì giờ này cũng biết ra như thế nào. Rồi xuống đây là em thấy hài lòng mà mừng. Biết ơn phòng khám của cha nhiều. Thưa chị, trong thời gian mình trị bệnh ở đây này, mình có để lại ấn tượng gì sâu sắc ở đây không nhỉ? Dạ có chứ. Em tới đây khám điều trị đây gần 5 tháng rồi. Nhưng mà em thấy ở đây mấy thầy, mấy cô ai cũng nhiệt tình và giúp đỡ bệnh nhân nhiều lắm. Nói chung nay mai mà em có về nó, em có một cái ấn tượng nhớ thiệt nhiều luôn đấy chứ. Tại vì là họ, những thầy và cô trong này họ cái tình cảm dành cho bệnh nhân nhiều lắm. Rồi khi mà trị bệnh ở đây có ai đặt về vấn đề tiền bạc gì không chị? Dạ không. Chung em đi xuống đây thì em đi vô bệnh viện thì bác sĩ dặn đi vô bệnh viện thì em rất lo. Nói đi vô đó thì trị một thời gian rồi là nhiều khi mình cũng không khỏi bệnh được. Rồi tiền bạc thì cũng biết còn để mà đi được không. Cái đó là em sợ. Còn xuống đây thì phòng khám của cha yêu thương cho không thì chỉ tiền phòng, tiền điện mình ở sinh hoạt thì mình tốn thôi. Còn vô trong phòng khám cha rồi thì yêu thương cho không hết, không có lấy đồng nào hết. Và em mừng cái đó, cái không nếu mà đi bệnh viện thì giờ này cũng biết là sao. Rồi là sau khi mình về nhà, mình có tiếp tục cái dịch phát đồ nữa không? Dạ có chứ. Em đi xuống đây vậy là em biết được cái phát đồ ăn uống rồi, mừng rồi. Giờ xuống đây thầy trị cho như vậy rồi có cơ hội về thì mình được sống rồi thì vì mình phải giữ cái phát đồ này cho tới chừng nào chết thì thôi, chứ em không dám mà bỏ qua cái cấp độ của thầy trị đây. Dạ trước thì em tạ ơn Chúa, em cảm ơn cha và cảm ơn các thầy các cô ở phòng khám này và tất cả những mạnh thường quân đã giúp đỡ cho phòng khám này, vì những người như em mắc những căn bệnh hiểm nghèo này có được gạo ăn và thuốc uống. Và cảm ơn tất cả phòng khám của cha yêu thương cho không, em xin hết ạ. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y
hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người mạnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không ngôi. Trước lúc đi, cha dặn dò báo người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà no, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ám tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh,
mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở... Truyền thông phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km.
Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.